Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cách sử dụng phần mềm Corel, và hôm nay mình sẽ qua cái bài tìm hiểu một số công cụ, cái hộp công cụ trên Corel và cách sử dụng của nó. Rồi thì khi mà bật Corel lên thì ở phía bên phải đây, ha, thì các anh chị sẽ thấy nó là một cái hộp công cụ. Nó bao gồm chứa tất cả các công cụ. Thì cái công cụ thứ nhất đó là công cụ Bitool. Tác dụng của nó là gì? Công cụ Bitool tức là công cụ dùng để chọn đối tượng. Ví dụ như ở đây trên màn hình có hai cái đối tượng hai màu khác nhau, thì mình sẽ sử dụng công cụ Bitool để mình chọn vào đối tượng một trong hai đối tượng này. Đây, các anh chị thấy nè, đó. Tức là thông thường thì nó sẽ được mặc định khi mà Corel mở lên thì nó nằm ở công cụ này. Thì do đó là đây là cái công cụ chọn đối tượng. Còn để và chọn hai đối tượng thì chúng ta sẽ có hai cách. Thứ nhất là các anh chị có thể là giữ trái chuột, sau đó chúng ta sẽ bao quanh tất cả các đối tượng cần chọn, ha, các đối tượng cần chọn. Hai là các anh chị có thể dùng Ctrl A. Đây. Khi mà các anh chị sử dụng Ctrl A, phím Ctrl A thì nó sẽ chọn hết tất cả các đối tượng trên vùng làm việc của chúng ta nha, Ctrl A. Rồi. Để chọn một đối tượng thì các anh chị sử dụng lệnh Bitool để chọn, click vào từng đối tượng. Đây như thế này. Và lệnh Bitool nó còn có tác dụng là sẽ kéo to, phóng to, thu nhỏ đối tượng. Khi mà chúng ta di chuyển cái con trỏ chuột về ở bốn góc thì chúng ta có thể kéo to ra, kéo to qua phải, kéo to qua trái và lên trên xuống dưới. Đó là công cụ Bitool, có thể là kéo to phóng nhỏ đối tượng như thế này. Còn để mà thoát khỏi đối tượng Bitool thì các anh chị có thể lích con trỏ chuột ra khỏi vùng làm việc, tức là khi mà chúng ta đang chọn ở một đối tượng này để mà thoát nó ra khỏi lệnh Bitool thì các anh chị có thể lích ra ngoài đây ha, một cái, và chúng ta sẽ chọn qua lại đối tượng khác ha, đối tượng này. Đây. Còn không, các anh chị sẽ sử dụng phím Ctrl cộng với lại cái phím cách ở trên cái bàn phím thì nó cũng sẽ bỏ chọn. Ha, nó sẽ bỏ chọn. Rồi đó là cái nhiệm vụ của phần Bitool. Nó chỉ có những cái tác dụng như thế. Rồi qua phần thứ hai, đó là phần công cụ của thằng Saptool. Thì trong công cụ của Saptool này, các anh chị khi mà các anh chị vô thì các anh chị sẽ thấy ở phía đây nó có một cái góc mũi tên nhỏ nè, các anh chị lít xuống thì nó có rất nhiều ha, nó có 2 4 6 7 thêm 7 cái chức năng. Tuy nhiên những cái chức năng này hồi đó giờ không, hầu như là mình cũng không có xài, nên là mình chỉ giới thiệu cho các anh chị cái phần phần này thôi nha, phần Saptool này thôi. Thì các anh chị là chỉ lít vào trong đây. Mục đích của cái này là gì? Mục đích của cái này là để uống cái đối tượng. Ví dụ ở đây mình sẽ có một cái đối tượng hình đường thẳng như thế này. Bây giờ mình muốn uống công với đối tượng này thì các anh chị sẽ sử dụng cái hình Saptool, Saptool, hoặc là các anh chị bấm F10 nó cũng ra nha. Đấy, F10 thì các anh chị bấm F10 thì nó sẽ ra. Rồi, để mà thực hiện thao tác đối tượng nào thì các anh chị nhớ nè, khi các anh chị sử dụng lệnh này thì phải lít vào trong cạnh của đối tượng mình muốn chỉnh sửa. Ví dụ như mình đang muốn chỉnh sửa ở một cái công cụ này, một cái thanh này, thì anh chị đây nè, các anh chị đưa con chỏ chuột vào, các anh chị sẽ thấy lúc đó nó sẽ từ ở một cái dạng con chỏ chuột nó có hình vuông thì nó sẽ biến thành con chỏ chuột nó có một cái đường chữ S nằm ha, thì chúng ta lít vào trong đối tượng một cái thì ở trên thanh thuộc tính các anh chị sẽ hiện ra, nó sẽ hiện ra hai cái đường cong rồi nè, thì các anh chị lít vào trong cái đường cong. Rồi sau đó các anh chị đưa con chỏ chuột vào trong cạnh đối tượng và chúng ta sẽ kéo ha, nó uống cong đối tượng như thế đó, con cong đối tượng ha. Này, khi mà lít vào đầu ha, lít vào đầu thì nó sẽ có các anh chị sẽ thấy này đó, nó sẽ di chuyển ở phần này. Còn nếu các anh chị muốn tạo thêm một cái điểm để các anh chị canh nữa thì các anh chị đưa con chỏ chuột ha, khi cái mũi tên đen này vào cho nằm trên đối tượng, các anh chị lít hai cái thì ở đây nó sẽ hiện ra một điểm nữa và chúng ta sẽ có thể là canh chỉnh ha, canh chỉnh như thế này. Tuy nhiên các anh chị nên hiểu này,
khi mà mình tạo ra một điểm thế này, khi mà mình canh chỉnh bên đầu này thì bên đầu này nó cũng sẽ di chuyển luôn. Di chuyển luôn. Do đó là nếu mà các anh chị muốn làm thì các anh chị khi mà lít một điểm rồi ha, lít vào điểm thì anh chị phải sử dụng lại một cái điểm để cho nó trở về đoạn đường thẳng. Muốn cho một cái đoạn cong này trở về thành một đoạn thẳng thì chúng ta lít vào trong đối tượng và chọn này, chúng ta sẽ chọn cái convert to line thì nó sẽ trở về một cái đường thẳng này, các anh chị thấy không ha. Đó, lúc đó các anh chị thấy không, và lúc đó chúng ta sẽ chỉnh bên phần này. Còn những phần này các anh chị muốn chỉnh màu cong lại thì chúng ta sẽ chọn lại ha. Đó, đó là tác dụng của cái phím này. Đó, tác dụng của phím này. Bây giờ cái phím này, tác dụng của công cụ này thì đối với cái hình vuông, nếu mà các anh chị muốn can thiệp vào trong cái hình vuông này, ví dụ các anh chị vẽ một cái hình vuông mà các anh chị lít vào trong đối tượng và các anh chị can thiệp thì thứ nhất là cái hình vuông này nó sẽ không có tác dụng, và khi đó nó chỉ có tác dụng là các anh chị sẽ kéo bao góc thôi. Nó chỉ có tác dụng cho các anh chị là kéo bao góc như thế này ha, kéo bao góc như thế này. Các anh chị khỏi cần phải điều chỉnh như thế này thì các anh chị có thể nắm vào đây, các anh chị kéo ha, các anh chị kéo thế này. Tuy nhiên để mà các anh chị chỉnh được những cái cạnh của cái đối tượng này thì các anh chị phải làm thêm thao tác là các anh chị bấm Ctrl V. Thứ nhất nè, các anh chị bấm thêm Ctrl V nha. Ctrl cộng chữ V trên bàn phím. Đấy. Thì thứ nhất là nó sẽ gọi là nó convert cái cạnh này. Ha, nó convert cái cạnh này, và sau đó các anh chị lít vào trong đối tượng này thì chúng ta có thể hiệu chỉnh được những cái cạnh ở trên cái hình chữ nhật này. Đó. Muốn điều chỉnh ở cái đối tượng nào, ở cái cạnh đối tượng nào thì các anh chị lít vào trong cạnh và đối tượng đó và chúng ta sẽ chọn. Đó. Đó là chức năng của công cụ này, thì nó bao gồm những cái chức năng sao. Rồi đó là cái công cụ của thằng Sharptool ha. Còn cái công cụ của Crop Tool. Crop Tool tức là công cụ cắt thôi. Cái này lại quá dễ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta muốn cắt cái hình này thì chúng ta vẽ xong chúng ta Enter là sẽ cắt. Rồi. Đó là công cụ cắt. Còn công cụ phóng to thu nhỏ thì chúng ta có thể là zoom ha. Phím tắt của nó là chữ Z nè. Thì chữ zoom to phóng nhỏ thì các chị ở, nếu mà các chị đã sử dụng cái con chuột mà có cái bánh xe lăn á thì các anh chị chỉ cần lăn bánh xe thôi ha. Các chị muốn tới vùng nào thì các anh chị chỉ cần lăn bánh xe thì nó sẽ tới rồi, không cần phải sử dụng cái công cụ này ha. Nếu mà sử dụng công cụ này thì lít vào trong công cụ và bấm phím Z, sau đó là các anh chị đưa con chó chuột tới cái vùng, tới cái kính lúp, đã tới cái vùng nào các anh chị cần phóng to thì các anh chị cứ phóng to. Còn nếu không thao tác nhanh thì các anh chị cứ lăn con chó chuột và lăn cái bánh xe ở trên cái con chuột á thì nó cũng sẽ ra nha. Rồi như vậy chúng ta đã qua 4 công cụ rồi. Còn cái công cụ nữa đó là cái công cụ tiếp theo, công cụ thứ 5 đó là công cụ Pen Tool. Cái công cụ Pen Tool này nó sẽ có tác dụng làm gì để chúng ta vẽ đường thẳng. Ha, chúng ta vẽ đường thẳng như thế này. Các bạn lít vào một điểm và chúng ta kéo tới một điểm. À, thì nó sẽ ra một đường thẳng như thế này. Và để kết thúc nó thì các anh chị khi kéo tới, các anh chị để con chó chuột ngay chỗ điểm đó và chúng ta lít trái chuột hai cái thì nó sẽ kết thúc một cái câu chu kỳ thao tác vẽ. À, đây như thế này ha. Rồi các anh chị muốn vẽ một đoạn thẳng thì các anh chị khi mà các anh chị lít vào một điểm rồi thì các anh chị sửa thêm phím shift thì nó sẽ kéo ra một cái đường thẳng cho các anh chị nha, chứ không phải là nó méo. Đây, nó rất là thẳng. Nếu mà các anh chị mà khi mà chúng ta lít vào đường này thì có thể là nó sẽ bị nó giống như này, các anh chị thấy cái đường răng này nó sẽ không có được thẳng lắm mà nó sẽ bị cái tình trạng nè, nó giống như là nó bị răng cưa ha. Các anh chị thấy nó méo méo, nếu nhìn nó xa thấy nó méo méo méo. Do đó nếu các anh chị muốn vẽ đường thẳng thì cộng thêm phím shift vô ha. Thì cái Pen Tool này thì được, có một cái video trước mình đã hướng dẫn, sau này mình sẽ hướng dẫn dùng cái Pen Tool này để cắt hình cho các anh chị nha. Mình sẽ dùng cái này là mình tỉ mỉ, mình sẽ cắt những cái đối tượng hình ra thì mình có thể sử dụng thao tác Pen Tool. Đây là những cái phím, những cái công cụ chức năng mà mình hay sử dụng nhất trong Corel.
Còn những cái phím năng tính năng năng cao sau này mình sẽ bổ túc thêm cho tất cả các anh chị. Tiếp theo đó là cái phần artistic media, thì cái phần này mình cũng ít sử dụng lắm nhưng mình giới thiệu cho tất cả các anh chị biết đây. Thứ nhất là các anh chị click vào đối tượng thì ở trên thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra tất cả các bảng, thì ở đây nó có sẽ có cái những cái phần này, ví dụ như theo cọ, theo theo cái nét cọ, theo nét nét cái giống như là phun sơn đây nè. Thì các anh chị click vào trong nét cọ trên đây thì nó sẽ hiện ra trên đây, thì nó có vẽ rất là nhiều nhiều cái hình dạng vẽ khác nhau. Đây là cái phóng đường line, cái chức năng đường đường vẽ của nó dài hay ngắn thôi đó, các anh chị thấy không? Khi anh chị vẽ thì nó sẽ ra, ví dụ chúng ta sẽ chọn hình này thì nó sẽ ra hình này đó, chúng ta chọn hình này ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn tất cả các hình đó, các anh chị muốn hình nào thì nó sẽ vẽ ra các anh chị. Đó là những cái chức năng hình có sẵn thôi, mà cái này mình hồi đó giờ cũng không sử dụng nhiều nha, các anh chị không sử dụng nhiều đâu, các anh chị chỉ cần hiểu nó thôi, biết nó về cái phần nó, cái chức năng của nó như vậy là được rồi. Rồi công cụ tiếp theo tức là rectangle tool, tức là vẽ hình vuông, hình chữ nhật nè. Thì đây có rectangle tool là các bạn, các anh chị bấm F6 thì cho vẽ hình vuông ha. Khi mà chúng ta muốn vẽ lít vào trong cái công cụ, chúng ta đưa cái con chỏ chuột ra vùng làm việc, cho đó giữ trái chuột, thì các anh chị kéo, trong quá trình kéo vẽ các anh chị có thể giữ trái chuột, có thể kéo ngang, kéo lên, kéo xuống ha, kéo lên kéo xuống. Khi mà các anh chị thả con chuột ra thì nó sẽ là một cái đối tượng đã được vẽ đó, đó là vẽ hình chữ nhật vuông. Rồi hình tròn, xin lỗi các anh chị, là khi mà các anh chị muốn vẽ hình vuông á, thì chúng ta phải giữ thêm phím Ctrl ha, phím Ctrl thì chúng ta sẽ vẽ ra được hình vuông thì nó sẽ đều hết bốn cạnh. Còn nếu không các anh chị mà giữ và các anh chị vẽ thì rất là khó ước lượng, chúng ta sẽ canh lại kích thước ở trên cái phần năng kích thước này ha. Nếu chúng ta muốn canh kích thước thì chúng ta sẽ canh lại kích thước như thế này. Còn nếu các anh chị muốn vẽ hình vuông luôn thì các anh chị vẽ giữ cần phím Ctrl, giữ phím Ctrl. Còn nếu các anh chị mà muốn vẽ giữ thêm phím Shift thì nó sẽ vẽ hình từ tâm ra nha, nó phải vẽ hình từ tâm ra. Đây, nó sẽ vẽ hình từ tâm ra. Rồi. Nói chung nếu các anh chị không quen thì các anh chị cứ việc kéo dài và sau đó chúng ta sẽ thay đổi kích thước ở trên nè, ngang và cao thôi. Rồi, ok. Rồi tới hình tròn nó cũng vậy nha. Hình tròn thì các anh chị cũng vậy thôi. Vẽ hình ellipse, các phím Ctrl thì là hình tròn. Hình tròn. Phím Shift thì vẽ hình tròn từ tâm, vẽ tất cả các hình từ tâm ra. Rồi hai cái phím này có đều chức năng như nhau. Rồi sau đó là các cái công cụ mà nó có các dạng hình vẽ. Nó sẽ cho mình chắc tất cả các hình vẽ. Đây là ví dụ như các anh chị và các bạn muốn vẽ mũi tên đúng không? Thì đây nè. Đó, tức là nó làm sẵn cho mình. Đây là những chức năng mà nó làm sẵn cho mình nè. Khi mà các anh chị click vào trong cái hộp công cụ thì nó sẽ ra. Nó sẽ ra cho các anh chị chọn, sau đó các anh chị cứ vẽ thôi. Thì trên đây nó sẽ có nè. Rất là dễ. Tiếp đến là công cụ Test tool thì dễ rồi, đợt trước video trước cũng đã có hướng dẫn nói qua rồi ha. Thì chúng ta để vậy mà chúng ta viết thì nó sẽ đi dài luôn. Còn nếu mà chúng ta giữ trái chuột, chúng ta vẽ một đường trước thì tất cả các chữ nó sẽ nằm ở trong cái khung này ha. Nó sẽ được mặc định, nó nằm ở trong cái khung vẽ. Này. Đó, nó sẽ mặc định ở trong cái khung vẽ thế này. Đó. Nha. Rồi. Cái đó là cách nhập. Còn nếu ví dụ trong một cái đối tượng hình tròn, ví dụ trong một cái đối tượng nào đó mà dạng có hình đường line nha, vector, mà các anh chị muốn đánh chữ nó nằm trong khuôn viên của hình tròn thôi thì cũng các anh chị sẽ sử dụng như thế này nè. Các anh chị cũng chọn cái hộp công cụ là test tool hoặc là bấm F8, các anh chị đưa khi click vào công cụ thì các anh chị đưa vào trong cái hình như thế này nè. Đây nè, khi mà đưa tới cái hình tròn này nè, các anh chị sẽ thấy nó sẽ thay đổi ha. Và các anh chị click vào một cái nè. Đây. Thì khi đó là cái đường line của phần test tool nó sẽ ăn theo cái đường tròn này và sau đó các anh chị sẽ nhập. Đây các anh chị sẽ nhập.
Các anh chị sẽ nhập vào thế này thì nó sẽ đi theo cái đường hình tròn như thế. Nó sẽ đi theo cái đường hình tròn thôi nè. Đó, các anh chị muốn nhập trong cái đường tròn thì nó sẽ đi theo trong cái đường tròn thôi. Nó sẽ không đi, nó sẽ đi ra, không đi ra vùng giới hạn của vùng tròn. Công cụ kế tiếp các anh chị thấy là công cụ pen tool. Thì đây nó có rất là nhiều công cụ, trong đây có nhiều công cụ. Thì ở đây nó có cái phần shadow nè, tức là độ bóng nè, blend nè, tức là từ đối tượng này qua đối tượng khác, và control. Thì ở đây á, các anh chị hay sử dụng những cái đường viền và đường line thì mình hay sử dụng cái control này. Các anh chị click vào cái control. Khi mà ví dụ như trong một cái hình này, hình vuông này, các anh chị muốn cho thêm một cái đường line, một cái đường ở trong mà cho nó cân đều hết tất cả các cạnh, thì các anh chị chọn cái công cụ này nè, control. Và sau đó các anh chị đưa tới góc, các anh chị kéo. Các anh chị kéo này thì các anh chị sẽ thấy có một cái đường ha, nó đi ra. Thì nó sẽ cân bằng hết tất cả các cạnh luôn. Bây giờ nó sẽ là mặc định nó màu trắng thì các anh chị tô màu cho nó. Đây tô màu line. Tô màu line nha. Ở đây, trên đây trên thanh thuộc tính các anh chị sẽ thấy đó là cái số lượng nhân. Các anh chị thấy là số lượng nhân. Nếu mà các anh chị muốn vẽ một lần ra các anh chị một lần mà các anh chị muốn vẽ ra thành 2. Thì đó thì các anh chị điều chỉnh ở đây nó sẽ 2 thì nó sẽ ra đều hết. Đúng chưa? Đó, nó sẽ ra đều hết cho các anh chị nè. Rồi đây. Cái này là cái đường tăng lên thôi. Đó, công cụ này có tác dụng như vậy. Khi mà mình muốn khi mà các anh chị vẽ xong rồi thì các anh chị lít trong chỏ chuột ra, các anh chị không sẽ không có tách được hai cái hình này ra. Tại nó đang là một khối thì các anh chị nhấn cho mình phím Ctrl+K. Ctrl+K thì nó sẽ tách ra. Các anh chị thấy chưa? Rồi sau đó các anh chị sẽ tô đường line. Sẽ phóng đường line to lớn nhỏ gì thế nằm trên đây. Đó. Đó là chức năng của phần Control Tool ha. Còn thằng Pen Tool. Pen Tool tức là nó sẽ sử dụng cái từ đối tượng này sang đối tượng khác. Ví dụ đây mình có một cái hình vuông này và một cái hình vuông này ha. Thì để từ cái đối tượng này nó bend từ sang đối tượng này với nhiều đối tượng thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng Pen Tool này ha. Chúng ta click vào trong cái hộp công cụ Pen Tool, chúng ta chọn blend ha. Hộp blend tức là nó sẽ có cái mẫu dài nè. Các anh chị chọn từ đối tượng này, các anh chị giữ trái chuột, các anh chị kéo qua đối tượng kia thì nó sẽ ra, nó sẽ bend á, nó dạng như nó len qua bên đối tượng khác. Rồi ở trên đây nó sẽ có cái số lượng nè, số lượng hình nó cần bend qua, cần len qua. Ví dụ đây chúng ta sẽ chọn 6, 5 thì các bạn sẽ thấy ha. Ở trong cái đối tượng này sẽ là 5 hình. Đó, cái đối tượng này. Thì đối với chức năng này mình sẽ áp dụng, mình vẽ vào ở trong khi mà vẽ ví dụ như hình bông lúa nè. Thường thường như áp dụng vẽ những cái hình logo có những cái blend theo đường tròn ha, theo đường tròn gì đó thì mình hay áp dụng những cái sự này. Thì đây những cái phần vào phần những phần nâng cao á thì các anh chị sẽ sử dụng những cái bộ công cụ này nhiều hơn. Tuy nhiên ở đây á, đối với những dạng thông thường thì các anh chị chỉ cần sử dụng control là đủ thôi. Chúng ta sẽ kể những cái viền line này là đủ, hầu như chúng ta rất ít sử dụng. Tiếp đến đó là công cụ tô màu Transparency Tool, tức là các anh chị lướt vào trên đây á thì nó sẽ hiện ra tên thanh thuộc tính liền ha. Thì đây nè, các anh chị sẽ thấy nó có nhiều lắm, tức là đây là giống như là cái hình mờ, hình đổ bóng mờ màu xanh lá cây ha, màu xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ đổ lên thêm trên đây, trên cái hình copy của hình này ra cho nó một cái màu xanh dương. Mình muốn cái màu xanh dương này nó có màu lợt ha, nó có cái độ trong suốt thì các anh chị vào trong đây nè ha, vào cái Transpay ha, Friend Tool nè, các anh chị click vào đối tượng nha. Thì ở đây nó có sẽ có nè Uniform ha, Font Type, tức là những cái dạng này thì các anh chị sẽ click vào đây. Thì bắt đầu ở đây các anh chị thấy bắt đầu cái đối tượng này nó đang có cái bắt đầu nó đang có một lớp mờ rồi. Thì ở phần này các anh chị sẽ chỉnh ha, giống như cái phần shadow thằng trong suốt rồi đó thôi. Rồi các anh chị sẽ chỉnh. Đây là muốn trong suốt nhiều ít thì các anh chị chỉnh đây ha. Đó, các anh chị chỉnh đây. Đó, tác dụng của cái phần này nó như vậy. Còn các anh chị bỏ ở đây. Bỏ ở đây tức là cái phần tô màu len thôi. Đó, tức là nó chuyển từ một cái màu xanh này thôi. Tức là từ chỗ đây nó sẽ cho lờ cái phần này thôi.
Nếu các anh chị đưa con nó kéo con này mà qua tới đây thì nó sẽ lợt từ đây đến tới đây, hoặc là muốn kéo phần nào thì sẽ lợt phần này tới đây. À, đó là chức năng của con này. Còn phía bên đây thì nó có cái gì ở tâm giữa nè, nó sẽ điều chỉnh từ tâm giữa qua ha, các anh chị thấy không, nó điều chỉnh từ tâm giữa nè, điều chỉnh tâm theo có hình dạng vuông nè. Đó. Rồi tiếp đó là công cụ hút màu. Công cụ hút màu á, thì nếu mà các anh chị và các bạn á, muốn hút, ví dụ lấy một cái tấm hình đây, cái đối tượng này mình bây giờ mình không biết cái màu, cái hệ màu nó là bao nhiêu hết, mình muốn lấy cái màu này, màu từ hình chữ nhật này giống qua hình này, thì các anh chị chọn vào trong cái bút, chúng ta ra tới cái màu mà chúng ta cần chọn, sau đó chúng ta lít trái chuột một cái, sau khi nó hiện ra cái thùng sơn, các chị chuyển qua bên đối tượng cần đổ màu và sau đó chúng ta đổ, thì nó sẽ đổ màu cho tất cả các bạn và các anh chị ha. Đó. Ví dụ chúng ta lấy màu đỏ để chúng ta đổ qua thì chúng ta sẽ đổ qua thôi. Rồi. Tiếp đến là công cụ Interactive Fill Tool, nó gọi là Fill Tool. Thì đây là công cụ nó chỉ tô, nó tô dạng dạng gọi là tô màu chuyển sắc ha. Các anh chị sẽ, các bạn sẽ hiểu tới cái bức tới cái đến lúc giai đoạn là tô màu chuyển sắc cho đối tượng á. Thì các anh chị chọn vào đối tượng nè, các anh chị muốn tô màu chuyển sắc thì các anh chị ở đây nè, nó cũng có cái dạng là lợt, đậm, tô màu, còn đây là tô màu chuyển sắc nè. À, tức là từ một cái chế độ đậm sang một chế độ lợt, ta gọi là tô màu chuyển sắc nha các anh chị nha. Thì ở đây mình có thể chỉnh nè. À, chỉnh, đó nó cũng gần tương tự như hai cái thằng này, nó cũng tương tự nhau nhưng mà đó. Nha. Thì hai thằng này nó cũng gần tương tự nhau, các anh chị thấy tương tự nhau ha. Rồi. Tô nhiều màu, tô ít màu thì đây tùy theo các anh chị nè. Đó, ví dụ tô nhiều màu thì chúng ta chỉ chọn vào trong hộp màu này thôi. Rồi chúng ta sẽ chọn. Đấy. Tô màu tô ít ha. Tiếp theo cái công cụ cuối cùng đó là Smart Fill Tool. Smart Fill Tool này có tác dụng gì? Khi mà các anh chị nè, thứ nhất là các anh chị khi mà các anh chị vẽ một đối tượng như thế này. Bây giờ các anh chị muốn tô một nửa này. Một nửa chéo này, một nửa chéo này màu khác thì các anh chị sử dụng cái phần pen này nha, các anh chị vẽ một cái đường thẳng qua đây. Bây giờ mình muốn tô một cái nửa này thôi thì mình sử dụng cái thằng này nè. Thằng Smart Fill Tool ha. Chúng ta lít vào. Thì ở trên thanh thuộc tính các anh chị sẽ thấy nè, nó sẽ có một cái dạng đường line và đường viền ha. Thì bây giờ các anh chị muốn tô màu vàng đúng không? Màu đỏ đi. Thì chúng ta sẽ lít vào màu đỏ và chúng ta đưa. Khi mà chúng ta lít vào màu đỏ rồi chúng ta đưa xuống, nó sẽ hình dấu cộng và chúng ta đưa tới vùng chúng ta càng tô. Thì nó chỉ tô có tác dụng là khi đối với một cái đối tượng mà nó đã trắng ngang qua rồi thì nó chỉ tô tới cái phần đó thôi. À. Rồi bây giờ các anh chị hiểu được cái phần này rồi đúng không? Rồi nếu các anh chị muốn tô bên đây, tô bên này màu khác thì các anh chị cũng chọn ra màu khác, các anh chị tô. Rồi sau đó. Đó, tức là đây là phần tô màu nhanh. Tức là đây nó sẽ tô màu và nó sẽ nhân lên một lớp khi các anh chị nè. Các anh chị vẽ xong các anh chị thấy nè. À, tức là nó nhân lên một lớp cho các anh chị để cho các anh chị tô màu nè. Rồi đó là các cái công cụ mà mình sử dụng thời gian qua mình thấy là mình hay thao tác nhất, mình muốn giới thiệu tất cả các anh chị ở cái bài này. À, hy vọng là các anh chị có thể nắm bắt được và chúng ta sẽ bắt đầu. Các anh chị hãy cố gắng, các anh chị mở Corel lên, chúng ta một ngày chúng ta các anh chị ôm khoảng 2-3 lần vậy để cho các anh chị nhớ tới các công cụ, để khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng nào hoặc là một cái công việc nào thì chúng ta sẽ nhớ tới cái đối tượng nào chúng ta cần sử dụng. Thì đây trong các bộ công cụ thì mình nghĩ chắc nó cũng đơn giản ha, các anh chị có thể nắm bắt được. Rồi cái bài chia sẻ của mình tới đây là kết thúc ha. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được tất cả các anh chị và các bạn mới tiếp cận với Corel. Các anh chị hãy cố gắng mình ôn đi ôn lại khoảng 2-3 lần gì đó để cho các anh chị dễ nhớ. Video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc. Nếu các anh chị cảm thấy mà video nó có hữu ích thì các anh chị hãy bấm like và chia sẻ để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các anh chị nào mới ghé qua kênh Bado Official mà muốn ủng hộ kênh để phát triển kênh hơn thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông khi có những cái video mình chia sẻ về kiến thức photocopy hoặc là chia sẻ về những cách sử dụng Corel thì các anh chị có thể theo dõi được. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video tiếp theo nha. Chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe và thành công trên công việc của mình. Bye bye các anh chị.